Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đới gió đông nam từ biển thổi vào nên sáng nay tại Bắc Bộ trời khá nhiều mây, có sương mù, ảnh hưởng đôi chút đến các hoạt động lưu thông nên quý vị cần chú ý quan sát, tránh những va chạm đáng tiếc. Đến trưa chiều nắng lên xua tan mây mù, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc Bộ có thể lên ngưỡng 24 đến 26 độ từ khoảng chiều tối và đêm nay không khí lạnh lại tăng cường nhưng cường độ không mạnh nên chỉ gây mưa giải rác cho khu vực vùng núi. Lui xuống trung bộ sáng nay sương mù cũng xuất hiện tại bắc trung bộ, trời rét. Càng về trưa chiều nắng lên, nâng mức nhiệt cao nhất tại các tỉnh phía bắc đèo hải vân tăng lên ngưỡng từ 22 đến 26 độ. Còn từ đà nẵng trở vào cho tới bình thuận thời tiết không quá nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều vào khoảng 26 đến 31 độ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong những tháng mùa khô và chưa xuất hiện hình thế gây mưa trái mùa, nên tại đây phổ biến không mưa ngày nắng với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ và tại Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Thời tiết khô giáo góp phần thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch. Và điểm đến trong hành trình du lịch ngày hôm nay đó là khu du lịch Bửu Long nằm trên đường Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km. Nơi đây được xem là một trong những điểm du lịch thu hút rất đông khách tham quan trong và ngoài tỉnh. Toàn bộ khu du lịch Biểu Long rộng khoảng 84 hecta nổi tiếng với Hồ Long ẩn như một bức tranh của Vịnh Hạ Long thu nhỏ với trời đất mênh mông, núi, hồ, hòa quyện. Bao quanh hồ là những mỏm đá cao, các công trình kiến trúc cùng với cây xanh tươi tốt tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát cho du khách đến đây du khách còn được chìm đắm trong những cánh đồng hoa đua nhau khoe sắc các thác nước đài phun nước các mô hình tiểu cảnh kết hợp hài hòa giữa hoa và nước được trải đều trong khu du lịch và cầu tình yêu đẹp lung linh tọa lạc trên hồ long ẩn là nơi được các bạn trẻ yêu thích nhất với cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình đã tạo thành một bửu long thơ mộng được ví như một vịnh hạ long thu nhỏ của vùng miền đông nam bộ hy vọng với những thông tin về thời tiết du lịch vừa rồi sẽ giúp quý vị có kế hoạch du lịch bổ ích và lý thú xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo